xin chào tất cả mọi người. Duyên thấy là đối với những cái người phụ nữ mà từ 30 trở lên á, thì Duyên thấy đa phần là chị em gặp phải các cái vấn đề về sắc tố như là nám hay tàn nhang, rồi nặng hơn nữa đó là lão hóa do đồi mồi. Và trong quá trình Duyên làm việc tại spa thì Duyên cũng gặp rất là nhiều chị em phụ nữ mắc phải cái tình trạng nám. Và khi mà hỏi ra thì Duyên thấy rằng là để mà biết được là đâu là cái yếu tố mà làm cho chị em bị nám thì ít có người nào mà người ta hiểu rõ như vậy, và người ta cứ cái kiểu là hiểu cứ mập mờ. Vì vậy cho nên là trong cái video này Duyên sẽ chia sẻ với mọi người 6 cái bí kíp mà Duyên nghĩ rằng là nếu mọi người chú ý và điều chỉnh những cái bí kíp này thì với những người mà chưa bị nám có thể ngăn cản cái tình trạng nám về sau này, còn với những người mà đang bị nám hay tàn nhang thì nó sẽ giảm cái cấp độ phát triển cái tình trạng này xuống. Rồi với những người nào mà bị nặng thì có thể là da của mọi người nó sẽ cải thiện từ từ nếu mà mọi người điều chỉnh cái vấn đề mà sau đây Duyên chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào nội dung chính nhé. Cái yếu tố thứ nhất ấy, đó là cái tình trạng stress kéo dài đó, nó dẫn đến là làn da của chúng ta bị sạm. Ban đầu thì cái xuất hiện nám nó không phải là nó xuất hiện ngay và luôn, không phải là mọi người tối ngủ xong sáng mai thấy cái mặt nổi lên một mặt nám, nó không bao giờ nó xuất hiện nhanh như vậy. Nhưng mà cái hắc sắc tố nó sẽ sản xuất ra ở cái lớp đáy của lớp biểu bì, và quá trình nó sản xuất ra nó sẽ từ từ lù lù nó sẽ xuất hiện ở trên, nó sẽ đẩy lên từ từ theo cái cơ chế là gì, tái tạo da. Và khi mà nó sản xuất ra, nó đẩy từ từ lên bề mặt da thì sau một thời gian có thể là gì, cái điều này nó âm ỉ ở dưới da 6 tháng hoặc 1 năm trước, và tới lúc mà mọi người sẽ thấy nó xuất hiện từ mờ đến đậm từ từ. Và cái biểu hiện mà mọi người lưu ý rằng là cái biểu hiện mà nám bắt đầu xuất hiện đó là mọi người sẽ thấy cái da của mọi người nó sẽ sạm, chẳng hạn như ở vùng mũi này hoặc là vùng hai bên gò má này, mọi người sẽ thấy sạm đi, và lúc này nó sẽ lộ nguyên hình, đến một thời điểm nào đó nó sẽ lộ nguyên hình, chẳng hạn như là lúc mà mọi người đi du lịch chẳng hạn. Rồi một cái điều nữa, nếu mà những ai bị tàn nhang thì những cái nốt này ban đầu nó là những cái vùng tối màu hơi vàng, nhưng mà theo thời gian thì những cái nốt này nó sẽ chuyển sang từ vàng sang màu nâu nhạt, sau đó nâu đậm, và nó sẽ lộ rõ hơn đó, những cái nốt tàn nhang li ti trên khắp mặt. Vì vậy cho nên là nếu mà ai mà đang bị stress do công việc hoặc là do gia đình, mà mình muốn là gì, mình giữ cái tuổi thanh xuân của mình muốn là mình lâu dài hơn, thì mọi người hãy điều chỉnh ngay ha. Hơn hay hết cái mùa dịch đó mọi người, là Duyên thành lập cái kênh YouTube và thức khuya để làm những cái video chia sẻ với mọi người như thế này, và để có ngày hôm nay tự tin đứng trước mọi người nói một cách suôn sẻ như thế này. Thì cái thời điểm đó Duyên thức tới 1-2 giờ sáng, thậm chí tới 3 giờ sáng để mà Duyên làm video. Mà lúc đó kiểu mình nói vài câu xong nó đứt, nói vài câu xong rồi nó kiểu nó gãy ấy. Cho nên là cái mình bị stress, mình thực sự là bị stress. Và mọi người biết rằng là cái thời điểm đó cái vùng da trán của Duyên này nó nổi sần, gọi là mụn đầu trắng, nổi sần lên hết luôn. Rồi da kiểu nó xỉn màu, nó túi màu, cho dù là ngày hôm đó cho dù là Duyên có đánh trang điểm kỹ đi nữa thì cái kiểu nó không có bọc tông được ấy. Cho nên là cái thời điểm đó Duyên thực sự là Duyên mới cảm nhận được là trời ơi, cái việc mà bị stress nó làm cho cái nhan sắc phụ nữ nó xuống cực kỳ nhanh luôn. Nên nếu mà ai bị stress trong công việc hoặc trong gia đình mà muốn mình không bị già sớm thì hãy điều chỉnh ngay ha mọi người, hãy điều chỉnh ngay. Một yếu tố tiếp theo mà nó dẫn đến tình trạng bị nám hoặc là nám nặng hơn đó là tia tử ngoại. Mọi người cũng biết rằng là cái thời điểm ban ngày á, khi mà chúng ta ở trong nhà, ví dụ Duyên đang ở trong nhà thì với những cái ánh đèn điện như thế này nó cũng chiếu vào da của Duyên ha, nó cũng làm da của Duyên sạm. Cho nên là ở trong nhà Duyên vẫn ý thức là phải sử dụng kem chống nắng. Mỗi ngày Duyên sử dụng ít nhất là 2 lần, và ngày đa phần là Duyên sử dụng 3 lần. Đó, nên là ở trong nhà mọi người cũng phải sử dụng cái kem chống nắng. Và trong cái tia tử ngoại thì nó có hai cái loại tia mà mọi người nên biết, đó là tia UVA và tia UVB. Tia UVB thì nó xuất hiện ở cái giờ cao điểm là giờ trưa ha, từ 10 giờ cho đến 3 giờ chiều á, là nó sẽ xuất hiện cái tia UVB. Và cái tia UVB thì khi mà nó tắt vô da mình cảm thấy nó nóng nhiều và nó rát. Đấy, cho nên là cái thời điểm đó mọi người trước khi đi ra ngoài nắng khoảng 20 phút mọi người nên sử dụng cái kem chống nắng phù hợp với làn da của mình. Rồi sau khi mà mọi người thoa 20 phút sau mọi người đi ra ngoài nắng thì cái kem chống nắng này nó sẽ bảo vệ an toàn cho da của mình hơn. Rồi
đối với cái tia UVA là cái tia mà nó hoạt động vào giờ chiều á. Giờ chiều thì thường là 4 giờ đến 6 giờ chiều. Cái giờ này thì mọi người rất là chủ quan, người thì đi tập thể dục, người thì đi ra đường đi mua sắm, người thì đi đưa đón con và nghĩ rằng là ồ thời tiết mát rồi nè, rồi trời âm u nè. Thì mọi người chủ quan cho nên là mọi người không sử dụng kem chống nắng. Nhưng mà chính cái tia UVA này nó là cái thủ phạm gây ra các cái tình trạng về lão hóa sớm cho làn da. Nó gây ra các tình trạng về nám chân sâu. Bởi vì cái tia này á, nó có bước sóng dài, nó có thể chiếu xuyên qua cái lớp biểu bì và nó tác động vào cái lớp đáy là của cái lớp biểu bì, là cái nơi mà nó tổng hợp hắc sắc tố đó. Cho nên là mọi người sử dụng kem chống nắng ấy, thì mọi người lưu ý rằng là cái giờ từ 4 giờ đến 6 giờ chúng ta vẫn sử dụng kem chống nắng khi chúng ta ra đường, để nó bảo vệ cái làn da của chúng ta được an toàn nhất nhất. Rồi một cái yếu tố tiếp theo mà nó dẫn đến là bị nám ở trẻ phụ nữ sau 30, đó là nội tiết tố ở nữ giới. Và tức là theo cái giai đoạn, chẳng hạn như ở phụ nữ mang thai, ở phụ nữ sau sinh, ở phụ nữ sắp chuyển sang giai đoạn tiền mãn kinh, thì lúc này là gì? Lúc này cái nội tiết tố nó mất cân bằng, tức là cái sự sản xuất ra cái hormone sinh dục nữ nó giảm, cho nên nó dẫn đến là gì? Nó dẫn đến là cái làn da của chúng ta nó ảnh hưởng đến cái thói quen, nó ảnh hưởng đến gọi là cái sinh hoạt của chúng ta. Ví dụ như chúng ta mất ngủ, chúng ta lo lắng, chúng ta hoang mang chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn đến làn da của chúng ta bị xấu, bị xỉn màu. Nó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên cái tình trạng nám da ở chị em, hoặc là nó làm cho cái tình trạng nám trở nên ngày càng nặng hơn. Vì vậy cho nên là với cái nội tiết tố thì mọi người lưu ý rằng là chúng ta phải tự cân bằng bằng cái cách chúng ta phải điều tiết chính cái bản thân mình. Ví dụ như mang thai, chúng ta không thể nào chúng ta uống những cái sản phẩm cân bằng nội tiết, hay là đang cho con bú thì chúng ta không thể nào chúng ta can thiệp được. Nhưng mà lúc này mọi người là gì, chú ý đến cái vấn đề là điều tiết cái vấn đề về giấc ngủ và ăn uống để nó hạn chế cái tình trạng rối loạn nội tiết tố nhé. Rồi một cái yếu tố nữa đó là cái chế độ ăn uống của mọi người. Và tại sao dạo gần đây á, cái chế độ ăn uống của Duyên á, là hầu như Duyên cắt giảm hoàn toàn cái thức ăn từ động vật bốn chân. Như thế này nè, tức là khi mà mình tìm hiểu về sức khỏe thì Duyên mới thấy được rằng là đọc quá nhiều sách về sức khỏe thì Duyên mới thấy được là cái gọi là cái thức ăn từ động vật nó không tốt cho cái sức khỏe của con người. Bởi vì sao nó không tốt? Ví dụ như Duyên đây, Duyên bị cái bệnh đau dạ dày mãn tính, tức là ví dụ như là Duyên mà ăn uống muộn, Duyên ăn uống muộn hoặc là ăn no một chút là bắt đầu bụng mình bắt đầu có cái biểu hiện đâu, hoặc là Duyên ăn mà kiểu ăn nhanh một chút xíu là mình đã thấy cái dấu hiệu đó nó rõ rệt hơn. Và khi mà nó bị như vậy thì như cách đây mấy năm trước thì Duyên tìm đến bác sĩ sẽ cho Duyên tầm 3 đến 5 ngày uống thuốc kháng sinh, và khi uống thuốc xong nó hết, xong tầm 1-2 tháng sau nó lại bị lại, và Duyên lại cứ tiếp tục đi khám bệnh như vậy á, thì Duyên thấy rằng là không thể nào, nó cứ lặp đi lặp lại như này. Như vậy thì đến một lúc mình làm để làm gì, mình kiếm tiền để làm gì, rồi mình cứ đau như thế này đó. Và thực sự là mình chứng kiến được những cái người trẻ hơn mình, họ bị đau nhiều bệnh á, xong rồi không có qua khỏi. Cho nên lúc này Duyên mới nghĩ rằng là có thể là do cái cách mình ăn uống. Và Duyên thấy rằng là trong cái thời điểm đó thực sự là Duyên không có chú ý đến, không tìm hiểu cái vấn đề ăn uống. Giống như mình ngày xưa giờ ba mẹ mình nuôi mình như thế nào thì bây giờ mình sắm, mình mua cho con mình, cho chồng mình, cho gia đình mình sử dụng cái đó ấy. Cho nên cả nhà Duyên bây giờ ai cũng bị đau bao tử đó. Nên là bây giờ Duyên điều tiết là gì? Duyên sẽ cắt giảm bớt cái khẩu phần thịt, mà Duyên sẽ ăn nhiều cái thực phẩm thực vật, chẳng hạn như là Duyên uống sữa hạt này, hoặc là ngũ cốc này, kết hợp với ăn hoa quả rau xanh. Rồi ngoài ra thì Duyên cũng bổ sung thêm cá ha. Rồi cái tỷ lệ mà Duyên ăn cá thì hiện tại là cá vẫn duy trì là khoảng 15-20% cái khẩu phần ăn của mình, còn đa phần là cái dạng như là cái thức ăn từ cái thực vật ấy. Nên mọi người thấy là Duyên cũng cảm nhận được là cái làn da của mình dạo này á, mịn hơn ha. Rồi cái gọi là cái sắc thái của mình cảm giác như là nó dạng như là nó hài hòa hơn ấy. Đấy, cho nên là mọi người nếu mà mọi người đang gặp những cái vấn đề như Duyên trước đây, mọi người hãy thử tìm hiểu ha, tìm hiểu sau đó mình áp dụng cho bản thân mình trước. Nếu mình áp dụng mình thấy tốt thì mình hãy áp dụng cho gia đình mình, để giúp cho cả gia đình mình có một cái sức khỏe tốt hơn nha mọi người. Đó là về cái chế độ ăn uống. Còn đối với về cái sinh hoạt, cái ngủ nghỉ như thế nào, nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái làn da của chị phụ nữ. Ví dụ như là bây giờ nhé, trong gia đình của chúng ta tối mỗi người cầm một cái điện thoại, và ngủ thì ngủ rất là khuya, sau 12 giờ. Như nhà Duyên thì trước đây là ngủ rất là khuya luôn, và chính vì cái
chúng ta ngủ khuya như vậy thì cái thời điểm mà từ 11 giờ cho đến 1 giờ mà nếu mà cơ thể của chúng ta đi vào giấc ngủ sâu thì lúc này là gì? Gan thận mật của chúng ta nó bắt đầu thực hiện cái chức năng của nó là thải độc trong cơ thể. Nhưng mà giờ đó mình không ngủ thì nó sẽ thải độc bài tiết cái độc tố qua da, và da của chúng ta sở dĩ nó không có sáng, không có mịn lên được là do cái giấc ngủ của chúng ta không có đủ. Đấy, cho nên là nếu mà ai mà đang bị tình trạng đó thì cũng nên chú ý lại cái giấc ngủ của mình nếu mình muốn trẻ, mình muốn đẹp về lâu về dài. Đó là cái thói quen sinh hoạt ha. Rồi về cái thể dục ở nha mọi người, tức là bây giờ mình thấy rằng là nhiều chị em phụ nữ mà làm văn phòng ấy, là không có nhiều thời gian để tập thể dục, hoặc có thể yoga hoặc là đi bộ. Ai Duyên cũng đã từng đi làm việc tại ngân hàng và Duyên biết rằng là mọi người rất là bận rộn, đặc biệt là những người mà đang có con đi học tiểu học ha. Qua cái trung học cơ sở thì cũng đỡ ha, nhưng mà với những cái em nhỏ mà đi học tiểu học mình rất là bận rộn luôn ha. Mình phải lo cho con từ quần áo rồi đồ đạc rồi vệ sinh rồi ăn uống ha, rồi gia đình rồi chồng, rồi nhiều thứ nữa, cho nên là rất là bận rộn. Nhưng mà dù gì đi nữa, chị em hãy dành cho mình ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để mình rèn luyện cái sức khỏe cho mình. Đó, cho nên khi mà mọi người rèn luyện được cái sức khỏe thì mọi người thấy rằng là cái gọi là thân hình của mình nó sẽ trở nên là gì? Thon gọn hơn nè, xong rồi mình sẽ được mặc những cái bộ đồ thời trang mà mình thích nè. Nó không phải là tôi che cái phần bụng vì bụng tôi quá to, tôi che cái phần vai vì vai của tôi quá thô. Nếu mà mọi người đặt cho mình một cái mục tiêu là gì? Phần bụng của mình nó sẽ về cái mức bao nhiêu của eo của mình nè. Rồi ví dụ như mọi người xấu ở cái phần bả vai này thì mọi người phải đặt mục tiêu rằng là cái bả vai của tôi làm sao để nó nhỏ lại để chúng tôi, để mình có thể mặc được cái chiếc đầm hoặc là chiếc váy mà mình thích. Đó, nên là cái thời gọi là cái tuổi thanh xuân nó chỉ duy trì ở một cái khoảng nào đó thôi, và sau này khi mà mọi người lớn tuổi á, Duyên thấy có nhiều khách hàng của Duyên á là làm rất là nhiều tiền rồi nhưng mà bây giờ kiểu lão hóa, da cổ thì đồi mùi, nếp nhăn rồi da mặt này nọ nữa mà không chăm sóc từ lúc còn trẻ, bây giờ già mới đi chăm sóc thì làm sao mà nó đẹp bằng cái người mà họ ý thức họ chăm sóc từ cái bên trong lẫn cái bên ngoài từ lúc trẻ được đó. Cho nên làm gì làm mình phải dành một cái ngân, một cái quỹ thời gian dành cho mình để mà mình chăm sóc cái chính cái bản thân mình, để giúp mình gì, giúp mình đẹp hơn, mình trẻ hơn. Ngoài cái vấn đề là mình vẫn đảm bảo được cái vấn đề về gia đình, chăm sóc con cái thì mình vẫn dành một cái khoảng thời gian. Mọi người biết là trước đây khi mà làm việc ngân hàng, mọi người biết rằng là như làm việc trong cái ngân hàng cổ phần nó thực sự là nó áp lực. Và cái thời gian một tuần đi làm từ thứ hai cho tới sáng thứ bảy, chiều thứ bảy với chủ nhật mới được nghỉ ha, không có thời gian rảnh. Và lúc này mọi người biết là Duyên tập thể dục là Duyên phải dậy thật là sớm, 4:30 là Duyên phải dậy rồi, vì 4:30 mình dậy xong rồi mình đánh răng, mình rửa mặt xong, mình thay đồ tập, cái mình phi ra xe, mình dắt xe ra mình đi. Mà hồi đó là gì có ô tô mà đi, đúng không? Mùa thì có khi là mùa mưa rồi mùa bão, nhưng mà Duyên vẫn dậy đều đặn vào lúc 4:30, sau đó mình đi tập. 5 giờ mình tập tới 6 giờ là mình Duyên về, là Duyên nhớ rằng là mình vào trong nhà để nhà tắm mình làm rất là nhanh luôn. Hầu như là mình chỉ xối nước làm sao cho nó trôi hết cái mồ hôi, rồi sau đó mình ra là mình thay cái bộ đồ vest, rồi sau đó là chạy đi làm ha. Rồi có khi là không kịp để chở con đi học thì là nhờ chồng chở đi học. Đấy, cho nên là nó rất là bận rộn. Duyên hiểu được là với một người phụ nữ mà làm văn phòng thì thật sự là cái thời gian nó rất là quý với họ. Mình vẫn biết được điều đó, chứ mà mọi người phải không cách nào, mọi người phải sắp xếp thời gian thôi nếu mình muốn có một cái sức khỏe tốt và nếu mình muốn có một cái sự tươi trẻ đó. Rồi một cái yếu tố cuối cùng mà Duyên muốn chia sẻ đó là mọi người là gì, đừng có lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm. Bởi vì Duyên thấy cái ngành mỹ phẩm Việt Nam ngày nay phát triển gọi là tràn lan đại hải luôn, mỹ phẩm nhập, mỹ phẩm trong nước nó quá nhiều luôn, và mọi là khách hàng rất là khó để chúng ta có thể lựa chọn một cái dòng sản phẩm mà nó tốt. Cho nên mọi người đừng có nghe quảng cáo, đừng có nghe các cái beauty blogger họ review cái nào là mọi người mua cái đó. Duyên thấy nó rất là phí luôn. Nó có những cái sản phẩm mà mọi người không cần thiết phải mua, mà mọi người cứ mua về nhà thoa, nhưng mà liệu có bao nhiêu người thoa cái loại đó nó đẹp, đúng không? Có phải là mình cứ mua về xong mình cảm thấy mình vui, mình kỳ vọng rằng là cái làn da của tôi sắp tới nó sẽ được căng mịn như cái người đó, và lúc này mọi người cứ mua về mua thấy nó không có cải thiện nhiều. Mọi người biết rằng là các cái beauty blogger người ta làm, người ta rất là chăm sóc cái làn da của họ. Thay vì cái thời điểm mà chúng ta phải đi lên cơ quan chúng ta làm thì họ lại ở nhà, họ lại chăm sóc từng ly từng tí như vậy, thì kiểu gì nó không có đẹp được, đúng không? Đó,
nên là đôi khi mình mua về nhưng mà mình bôi thoa, mình không có thời gian mình bôi thoa này, rồi mình mua về mà mình không cần thiết, nó cũng không có cải thiện được cái làn da của mình. Cho nên quan điểm của Duyên là gì, mua những cái loại gì cần thiết cho mình và tối giản cho mình. Nếu mình không có thời gian, mình đừng có mua tùm lum hết rồi sau đó là mình vứt đi, nó rất là phí. Thay vì cái số tiền đó mình sẽ đầu tư vào cái việc khác. Đó là những cái chia sẻ của Duyên để giúp cho mọi người ngăn ngừa cái nám trong tương lai, nếu những người chưa bị nám, hoặc là với những người đang bị nám thì có thể làm giảm thiểu cái tình trạng nám của mình nếu mình chưa có quyết tâm đi điều trị đó, thì mình vẫn có thể cải thiện từ từ những cái vấn đề đó tại nhà. Và khi mà mình có đi điều trị đấy nữa, mình có bôi sản phẩm trị nám nữa, mình cũng vẫn phải hiểu những cái này, bởi vì những cái này là cái nguyên nhân cốt lõi, nó sẽ giúp cho cái làn da của mình không bị tái nám sau khi mà nó cải thiện. Đó là những cái chia sẻ mà Duyên mong muốn rằng là tất cả chị em chúng ta ai cũng trở nên trẻ trung, ai cũng trở nên là xinh đẹp và tự tin cả. Đấy. Và nếu mà bạn nào mà mong muốn tư vấn một cái vấn đề da gì, bạn có thể là inbox cho Duyên ha. Duyên sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người. Duyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các cái chia sẻ video lần sau. Bye bye mọi người. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.